cũng nhiều thế nha. Thì khó chứ nha, họ uống nhiều á. Sao anh một chục phút nữa. Mình với nhau chán nhiều hơn.
hầm thôi. Cá đã lên vị rồi nha các bạn nha. Thì đây là tôi sẽ nướng, còn bên đây là chuẩn bị bắt lửa để chiên cá chiên xù. Chiên xù. Ôi, thời gian thấm thoát coi như mới đây là hết. Hết cả ngày rồi. Chúng tôi ở lại đây rồi. Nói chung là sau 2 ngày trải nghiệm cảm giác mà lội bùn đồ đi ruộng đồ thì có rất nhiều cái cảm giác thú vị. Rồi, để chảo lên bắt đầu chiên luôn nha các bạn. Mặc dù hơi bị chày sơ sơ. Lửa cao quá hả? Không, cái này nó cao để cái chảo lên nó đổi. Lửa này là chiên đã dầu hơi nhiều á, tại lửa mình cháy mạnh quá. Thôi cá đâu, cho xin thấy miếng cá này. Cá này chiên xù nha các bạn, mình chỉ lấy ruột ra sạch sẽ rồi rửa là được à. Rồi đổ dầu vô đi. Đây là đầu bếp của chúng ta, tôi phụ bếp. Bỏ hơi nhiều nhiều chút. Rồi chứ được rồi. Bữa nay mình nấu ăn ngoài trời luôn nha các bạn. Cho nó mát mẻ, thoáng mát. Thấy cũng hấp dẫn quá chứ. Ừ, vậy đi. Cá lóc đồng nướng nha các bạn. Tại vì mình không có nướng cơm. Đây, qua đây nè, qua đây nè. Mình có chi hai lần quá ha. Không nhiều, hai ba lần. Cá sặc này chiên nhanh mà. Nhanh chút xíu à. Ừ. Lửa cháy quá rồi, đang ăn Khánh này. Kệ đi. Chính là gấp ra liền. Nên đầu bếp này có vẻ là cũng thành thạo lắm này, cũng chiên cá nhiều lắm hả? Đang biết chiên cá không? Nói chung là sumo của mình đó các bạn. Cá đồ quỷ này dễ lắm. Đây mình trước khi chiên cá thì mình sẽ mặc cái bộ áo chống đạn trước. Dạ, áo chống đạn. Rồi nó bảo hộ mà có cái kính chụp xuống các bạn. Cho không bị văng. Để nó bảo hiểm hả? Găng tay. Găng tay đeo găng tay đồ. Dày. Cái kiểu. Nó tính mua cái khiên chống của cảnh sát mà chống đạn hả? Không phải khiên chống đạn, khiên chống mà da đập á, có squat đó, squat đó. Đăng ơi, rửa cái này ra đi, em thấy nó hơi bị dơ đấy. Chưa rửa đang ơi.
Còn rửa sơ lại nữa là ok. Có cái sạn hả?